Sáng nay, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế và thân nhân. Dự lễ phát động có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine liều cơ bản và liều nhắc lại, ngành y tế kêu gọi cán bộ, nhân viên và người lao động ngành y tế thực hiện tiêm chủng theo hướng dẫn, góp phần bảo vệ sức khỏe lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó, phấn đấu 70% cán bộ, nhân viên và người lao động tiêm mũi 4, người thân của lực lượng y tế tham gia tiêm mũi nhắc lại, tức là mũi 3, mũi 4, với người từ 18 tuổi trở lên, trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn 2 năm qua cho thấy vaccine là vũ khí quan trọng để ứng phó và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hiện nay, khi dịch bệnh vẫn đang phức tạp, với số ca mắc đang tăng trở lại, thì việc tiếp tục gia cố tấm khiên vaccine là yêu cầu quan trọng để thích ứng an toàn với đại dịch. Tôi kêu gọi mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành y tế và gia đình, người thân của mình hãy thực hiện việc tiêm chủng vaccine đúng lịch và kịp thời. Chính mỗi các anh chị em ngành y tế và gia đình, người thân hãy là một sứ giả lan tỏa thông điệp ý nghĩa và truyền tải lợi ích của tiêm chủng vaccine, và cũng là một chiến sĩ phản bác lại những thông tin không đúng về vaccine để tất cả mọi người dân đều hiểu, chia sẻ và tự giác tiêm chủng vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Ngay sau lễ phát động, các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế cũng như các bệnh viện, bộ, ngành và khối y tế tư nhân đã phát động ngay tại đơn vị và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, nhân viên và người lao động, cũng như tiêm các mũi nhắc lại và cơ bản cho người thân theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với từng lứa tuổi cụ thể. Y tế là những gương mẫu phải đi đầu trong công tác tiêm chủng, thì ngành y tế phát động riêng một cái lễ và cũng là hưởng ứng cái tinh thần theo chỉ đạo của thành ủy của thành phố để nhằm tăng cường riêng cho cái lực lượng tuyến đầu theo như tinh thần chỉ đạo, và cũng đảm bảo để phòng chống dịch được tốt hơn trong ngành y tế, và từ đó cũng nâng cao một phần nào cái tỷ lệ tiêm mũi 4 trong cái toàn thành phố. Bản thân tôi cũng đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản cũng như là cái mũi nhắc lại lần 3 và lần 4. Đồng thời thì cũng đã tuyên truyền vận động những người thân trong gia đình để đi tiêm đầy đủ các cái mũi cơ bản cũng như mũi nhắc lại, để làm sao đó là chúng ta đảm bảo được cái việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đợt cao điểm này, ngành y tế phấn đấu tăng độ bao phủ trong cán bộ, nhân viên, người lao động và người thân, qua đó góp phần cùng thành phố tăng độ bao phủ vaccine để thích ứng an toàn, duy trì phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.